Phe bán khống là người hùng hay kẻ phản diện trong cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ? Một số chuyên gia chỉ trích rằng phe bán khống đã thổi bùng nỗi lo về các ngân hàng, hòng kéo giá cổ phiếu đi xuống và kiếm lãi lớn. Phe bán khống thì cho rằng họ kiếm lời một cách chính đáng nhờ phát hiện những dấu hiệu đáng ngại trong ngành ngân hàng. Vai trò phức tạp. Khi giá cổ phiếu First Republic Bank giảm hai chữ số sau khi Silicon Valley Bank SVB sụp đổ, một số người thân cận của First Republic lo lắng rằng các tay bán khống sẽ khiến tình hình của các nhà băng này tồi tệ hơn. Tỷ lệ bán khống đối với cổ phiếu First Republic thực sự đã tăng khi cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng trở nên trầm trọng hơn. Theo tính toán của nhiều hãng cung cấp dữ liệu, tỷ lệ bán khống First Republic vào đầu tháng 3 chỉ ở mức tối thiểu, nhưng đến ngày 31 tháng 3 thì đã tăng lên 7-37%. Trong khi đó, tỷ lệ bán khống trung bình của mọi cổ phiếu tại Mỹ chỉ vào khoảng 3-5%. Hai ngân hàng bị đóng cửa vào tháng trước là SVB và Signature Bank cũng từng trải qua cảnh tương tự, tức là tỷ lệ bán khống đi lên khi giá cổ phiếu đi xuống. Các giao dịch bán khống đã ảnh hưởng như thế nào đến các ngân hàng trên? Đây là câu hỏi trọng tâm trong cuộc tranh luận mới đây, rằng liệu phe bán khống là người giám sát các mối nguy tiềm tàng trên thị trường chứng khoán hay là kẻ cơ hội tìm kiếm lời từ nỗi khổ của người khác? Trong cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng hiện nay, câu trả lời có thể là cả hai. Ông Dennis Kelleher, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Better Market, bình luận: các lệnh bán khống được đặt trước khi SVB sụp đổ là lời cảnh báo đúng đắn, cho thấy các nhà băng này đang bị quản lý sai cách. Vấn đề là khi vụ sụp đổ của SVB diễn ra, những người bán khống với nhiều động cơ khác nhau đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ngân hàng khác. Ông Kelleher nhấn mạnh, một số người bán khống đã công khai bày tỏ quan điểm tiêu cực về ngành ngân hàng, nhưng phản đối ý kiến rằng họ là nguồn cơn của rắc rối. Trong lá thư gửi tới khách hàng vào ngày 13 tháng 3, huyền thoại bán khống Jim Chanos nói rằng nhà đầu tư đã biết đến các vấn đề mấu chốt trong bản cân đối kế toán của SVB từ mùa hè năm ngoái, nhưng chỉ khi SVB đột ngột cố gắng và thất bại trong việc huy động vốn thì mọi người mới bắt đầu để tâm. Quỹ của ông Chanos cũng bán khống SVB, tờ Reuters cho biết. Chiến lược gây tranh cãi. Bán khống là hành động mượn cổ phiếu để bán ra, sau đó chờ giá cổ phiếu giảm để mua vào và trả lại. Nếu giá cổ phiếu giảm như dự kiến, thì người bán khống lãi và ngược lại. Bán khống từng bị chỉ trích nặng nề và bị cấm tạm thời trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhưng sau đó, một số người bán khống nổi tiếng như ông Michael Puri lại được tung hô vì đã tự hào đúng kết cục của thị trường nhà đất Mỹ. Khủng hoảng niềm tin vào các ngân hàng khu vực Mỹ bắt đầu khi cổ phiếu SVB lao dốc và tiền gửi bị rút ra ồ ạt sau khi nhà băng này công bố kế hoạch huy động vốn vào ngày 8 tháng 3. SVB bị các cơ quan quản lý tiếp quản vào ngày 10 tháng 3 và cổ phiếu của những ngân hàng khu vực khác cũng bị liên lụy. Signature sụp đổ vào ngày 12 và đến giữa tháng 3 thì vốn hóa của First Republic bốc hơi hơn 80%. Các nhà phân tích của JP Morgan viết trong lưu ý vào ngày 17 tháng 3 rằng phe bán khống đang hợp lực để khiến cho khách hàng rút tiền gửi ra khỏi các nhà băng. Nhà đầu tư mạo hiểm David Sack đặt câu hỏi trên Twitter rằng phải chăng bọn bán khống thô bỉ đã dùng mạng xã hội để kích động khách hàng của SVB? Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn và thông tin công khai cho thấy ít nhất một số nhà bán khống đã đặt cược từ trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Ví dụ, giám đốc đầu tư John Hampton của công ty quản lý tài sản Bronte Capital Management đã bán khống Signature từ tận cuối năm 2021. Ông Buster Collins, đồng sáng lập công ty quản lý quỹ đầu cơ Seaward Capital, cho biết ông đã thấy trước rằng lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các ngân hàng. Đầu năm 2022, ông bán khống SVB, Signature, First Republic, Silvergate và Charles Schwab. Ông giải thích, chỉ cần để ý thì mọi người sẽ thấy các dấu hiệu cảnh báo khá rõ ràng. Lãi đậm. Các vị thế bán khống đối với cổ phiếu ngân hàng khu vực đã tăng đáng kể trong tháng 3, nhưng vẫn không thấm vào đâu khi so với những mục tiêu ưa thích khác của phe bán khống. Ví dụ, tỷ lệ bán khống trên tổng số cổ phiếu lưu hành của Tesla lên đến 25% vào năm 2019. Còn của GameStop thì từng có lúc vượt quá 100% vào năm 2020.
Trong khi đó, số liệu từ 3 nhà cung cấp dữ liệu cho thấy tỷ lệ bán khống của SVB đạt đỉnh trong khoảng 11-19%, còn Signature là 6-11%. Ông Ihor Dushanisky, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu S3 Partner, nhận xét: các vị thế bán khống không phải là yếu tố chi phối giá cổ phiếu. Mọi người nói rằng thị trường đang bị khuynh đảo bởi một số ít nhà bán khống. Chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này là không đúng khi nhìn vào trường hợp của hầu hết các ngân hàng khu vực. Dù đáng bị chỉ trích hay nên được tung hô, các nhà bán khống vẫn lãi đậm. Theo ước tính của S3, các vị thế bán khống cổ phiếu ngân hàng khu vực tại Mỹ đã tạo ra khoản lãi 4,76 tỷ đô la trong tháng 3. Còn trên cấp độ toàn cầu, phe bán khống lãi 14,3 tỷ đô la nhờ đặt cược vào sự suy giảm của cổ phiếu ngân hàng. Nhà đầu tư Mỹ coi mùa báo cáo tài chính là thử thách tiếp theo cho thị trường chứng khoán. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh tại Mỹ sẽ bắt đầu vào tuần này. Đây sẽ là thử thách mới cho thị trường chứng khoán khi nhà đầu tư đánh giá xem liệu cổ phiếu có thể giữ vững đà tăng gần đây trong bối cảnh lợi nhuận giảm sút hay không. Giới phân tích dự đoán lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số SP500 sẽ giảm quý thứ hai liên tiếp. Theo FactSet, lợi nhuận quý 1 năm 2023 ước tính sẽ sụt khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu quý 1 này tiếp tục xu hướng trước đó như dự đoán của các nhà phân tích, thì đây sẽ là đợt sụt giảm lợi nhuận doanh nghiệp mạnh nhất kể từ quý 2 năm 2020, khi đại dịch bùng phát khiến lợi nhuận lao dốc 32%. Ông Eric Gordon, người đứng đầu bộ phận tư vấn cổ phiếu tại Brown Advisory cho biết, nếu xét từ góc độ lợi nhuận doanh nghiệp thì chúng ta đã ở trong thời kỳ suy thoái. Doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức, gồm lạm phát và lãi suất tăng cao, và gần đây hơn là mối lo ngại về sức khỏe của hệ thống tài chính sau sự sụp đổ của ba ngân hàng khu vực. Song, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đi lên trong năm nay, SP500 tăng 6,9%. Mặc dù phố Wall đã hạ kỳ vọng về lợi nhuận, các nhà đầu tư đang theo dõi sát kỳ công bố báo cáo này để hiểu rõ hơn rằng thu nhập của doanh nghiệp có thể giảm thêm bao nhiêu và liệu điều đó có khiến cổ phiếu trở nên đắt đỏ hơn so với giá trị thật hay không. Tuần này, nhà đầu tư sẽ đón đọc báo cáo tài chính từ một số ngân hàng lớn nhất tại Mỹ, bao gồm JP Morgan Chase, Citigroup và Wells Fargo, theo Wall Street Journal. Thị trường đang theo dõi sát lĩnh vực tài chính sau sự hỗn loạn của hệ thống ngân hàng hồi tháng 3. Nhiều nhà đầu tư đang tìm hiểu xem liệu các giám đốc ngành ngân hàng có ý định siết chặt hoạt động cho vay hay không, bởi vấn đề này sẽ tác động đến triển vọng tăng trưởng của các ngành khác và quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Ông Scott Duba, CIO của Prime Capital Investment Advisory cho hay: chúng tôi đang cố gắng xác định xem các tiêu chuẩn cho vay sẽ bị thắt chặt tới đâu và ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế. Vị CEO cho biết, công ty của ông hiện đang ưa thích cổ phiếu của các công ty chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng thiết yếu. Những cổ phiếu phòng thủ được coi là an toàn khi thị trường trở nên khó đoán. Báo cáo từ các công ty công nghệ vốn hóa lớn cũng giữ vai trò quan trọng bởi giá cổ phiếu của những doanh nghiệp này tăng mạnh hồi đầu năm. Tỷ trọng lớn của các công ty như Apple và Microsoft trong SP500 khiến kết quả tài chính của họ đặc biệt dễ ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường chung. Tôi thấy không hợp lý khi cổ phiếu công nghệ tăng giá dù kỳ vọng thu nhập đi xuống. Tôi nghĩ mùa báo cáo kết quả kinh doanh sẽ là bài đánh giá thực tế cho cổ phiếu của nhóm công nghệ. Bà Anna Radban, CIO của CBIZ Investment Advisory Services, bày tỏ: giờ đây, mối quan tâm cốt lõi của nhà đầu tư là người tiêu dùng có thể tiếp tục xoay sở giữa cơn bão giá trong bao lâu khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quyết định đẩy chi phí tăng thêm cho khách hàng. Các báo cáo đầu quý này cho thấy một số doanh nghiệp vẫn duy trì doanh thu và lợi nhuận bất chấp khó khăn. Công ty thực phẩm Conora Brand báo cáo thu nhập cao hơn dự kiến vào tuần trước. Nay ghi nhận doanh số hàng quý tăng 14% và đã nâng mục tiêu tăng trưởng doanh thu vào tháng 3. Hiện tại, công ty đang cố gắng giải quyết tình trạng dư thừa hàng tồn kho, theo Wall Street Journal. Theo một số nhà đầu tư, ước tính lợi nhuận cho nửa cuối năm 2023 vẫn tương đối lạc quan và điều này có thể dẫn đến những điều chỉnh tiếp theo ở phố Wall. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2023 là 1,2%. Lợi nhuận suy giảm có nguy cơ làm cho cổ phiếu trở nên đắt đỏ hơn so với lợi nhuận của công ty trong tương lai. Hệ số PE dự phóng của các cổ phiếu thuộc chỉ số SP500 hiện tại là 18,
cao hơn mức trung bình 10 năm là 17,3. Cũng trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất mới nhất để biết liệu lạm phát có đang hạ nhiệt và tác động tiềm tàng đến chính sách tiền tệ của Fed. Báo cáo hồi cuối tuần trước cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 236.000 việc làm trong tháng 3. Điều này có thể khiến cho các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 5.